Trạm tiếp tế tim. Bạn đã có một trái tim, tiếp tục nào. Một đợt như bong bóng đang kéo đến. Làm tốt lắm, bà đã thu được 5 trái tim, sử dụng chúng để tham gia vào cuộc thi đấu. Đua bắt trái cây. Làm tốt lắm, bạn sẽ nhận được điểm bằng cách bắt trái cây. Đây là đối thủ của bạn, đánh bại cậu ta và trở thành người đứng đầu. Tăng cấp độ khó, cố lên. Tuyệt vời, chú khỉ đột đã trở nên mạnh hơn. Đến và đánh bại nó đi. Khó, cố lên. Tuyệt vời, chú khỉ đột đã trở nên mạnh hơn. Đến và đánh bại nó đi. Đua bắt trái cây. Tăng cấp độ khó, cố lên.
Tuyệt quá, giờ bạn có thể khiêu chiến chú khỉ độ mạnh hơn. Độ khó, cố lên. Làm rất tốt. Tiếp theo, bạn sẽ có thể đánh bại khỉ độ mạnh nhất. Tăng cấp độ khó, cố lên.